Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman đây. Ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm một phiên bản ReFi hoàn toàn mới có tên là ReFi Max. Thì cái phiên bản này sẽ dành cho những cái điện thoại nào mà có cái cấu hình cao cao một tí. Những cái điện thoại mà cấu hình yếu á vẫn có thể trải nghiệm được phiên bản này, nhưng sẽ không tận dụng được hết những cái đồ họa bên trong phiên bản này. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Ở đây mình đã vào cái phần cài đặt rồi, thì các bạn thấy là ở trong cái mục này có một cái phần mới, đó là ReFi Max. Đó, là cái phần này chúng ta sẽ mở đồ họa lên hết cỡ luôn các bạn. Và nó sẽ có một cái đồ họa rất là đẹp. Đây mình mở lên hết nè các bạn nhìn nè. Đó, rồi. Bây giờ các bạn có thể thấy là nhân vật của mình di chuyển rất là mượt luôn đúng không? Và các bạn nhìn ở dưới chân nhân vật của mình có một cái bóng. Cái bóng đó di chuyển cực kỳ mượt luôn các bạn. Đó, cực kỳ mượt luôn, các bạn thấy chưa? Wow, các bạn ơi. Cái đầu tiên mà mình thấy á, đó là cái máy bay này nhìn nó rất là nát các bạn. Ok, nhìn nó khá là mượt mà và rất là nát. Ok, bây giờ các bạn nhìn xung quanh nè, sương mù đồ đẹp chưa? Đấy, may các bạn ơi, may chứ phải sương mù. Ok, may nó đang trên đây nè. Đấy, bây giờ là bắt đầu mình nhảy xuống để xem coi như thế nào. Alright, bây giờ mình đã nhảy xuống rồi các bạn ơi. Ok, mong là đừng có hạ nghẽo sớm. Nói chung là mình có chạy mình bắn gà các bạn. Nói chung vô đây cho các bạn coi coi cái đồ họa này như thế nào thôi. Bởi vì đầu tiên là mình thấy nhân vật của mình nát hơn nè. Theo mình nghĩ là do cái chế độ HD á, cho nên là nhìn cái nhân vật của mình nó nát hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhảy xuống coi. Rồi ok, bung vô rồi. Bung vô rồi các bạn ơi. Rồi, nhảy vô nhà đi. Rồi ok, bây giờ là vô nhà lút đồ cái nè. Rồi, có súng rồi. Ngon lành cành đào luôn. Rồi bây giờ á, là các bạn có thể thấy là nó mượt hơn hay không không? Các bạn có thể bình luận ở bên dưới nha. Theo mình thấy là mượt hơn, tại vì mình cũng chơi ReFi nhiều rồi, nên mình cũng cảm giác được. Ui, ơi khoan. Cái hiệu ứng chạy kìa. Các bạn nhìn cái hiệu ứng chạy kìa, nó đưa hai tay qua hai bên nó chạy kìa. Giờ mới đi nha. Giờ mới đi là cái hiệu ứng chạy là nó khác nha các bạn. Ok, nó bắn nhau ngoài kia kìa. Trời ơi, mình mới vô mình không muốn bắn nhau gì đâu, mình chỉ muốn là mình sống càng lâu càng tốt thôi. Trước là mình test cho các bạn coi coi là hiệu ứng nó như thế nào nè. Đó, chạy cặp hai, các bạn nhìn hai cái tay của nó quơ kìa, khác biệt không? Ok, rồi bây giờ á là bây giờ mình sẽ xuống đây. Ok, có cái súng gì không ta? Ok, mình lấy thêm một cái súng trường đi, súng trường bắn cho nó ngon. Rồi ok, à có cái xe nào, mình sẽ lên xe mình chạy thử coi coi là nó sẽ như thế nào. Ok, có người kìa, từ bot hay người, này thì chạy. Ok, hình như là người các bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ thử lái xe coi như thế nào. Oh yeah. Từ từ lượm đồ. Ở đây có đồ. Ở kia có người kìa. Quay từ từ nha. Ui, người quá trời luôn các bạn ơi. Người quá trời luôn nè. Thằng này núp nè. Ui sao mình vuốt không được ta? Thằng này là người chắc luôn á. Thằng này là người chắc luôn các bạn ơi. Ui, này thì ui. Căng thế nha. Lượm giáp, lượm máu vô cái đã. Rồi bơm máu vô nè. Thằng đó là boss các bạn ơi, không phải người đâu, boss á. Nó bắn vậy là mình hiểu rồi. Đó, tuy là mình bắn với boss mà mình cũng gà cỡ đó rồi, các bạn cũng đã biết là mình như thế nào rồi, thôi mình không có bắn nhau với bạn này đâu. Mình muốn cho các bạn thấy được cái đồ họa thôi. Đó, bây giờ các bạn nhìn nè, khi mà mình lên xe á nó sẽ rộng ra các bạn. Wow! Cái góc của nó rộng ra nhìn đẹp kìa các bạn nhìn xe mình chạy nè. Các bạn nhìn cái bầu trời ở trên kìa. Wow, chạy xe cực kỳ mượt luôn. Hút nó. Này thì chùi, không hút được. Này thì chùi, xém tí mình fail rồi. Hên quá, thằng này là người các bạn ơi. Ok. Ui có bom keo nè, Ui có khoan từ từ, nó có bom 75 kìa, Ấy, súng yêu thích của mình. Cái súng yêu thích của mình. Ui, đừng bắn anh nha mấy đứa. Từ từ bơm máu rồi các bạn ơi. Mình chưa bơm máu được. Rồi, ok. Wow, vô đây sao căng dưới nha. Vô đây chưa gì bắn nhau y xèo luôn rồi. Sao mình chơi lại. Rồi ok, bơm máu vô. Ơi rồi ok. Bây giờ mình sẽ lấy thử chiếc này. Hồi nãy mình lấy chiếc mô tô rồi, các bạn thấy cái góc của nó rất là rộng và rất là đẹp. Wow, có một... Ơi khoan, từ từ. Các bạn thấy cái chiếc xe hơi này nè. Các bạn nhìn cái xe của nó bóng bẩy không? Cái xe nó bóng đẹp không? Rồi ok, lên xe nè. Bây giờ chạy thử coi như thế nào nha. Rồi ok, let's go everybody. Ok, chạy. Wow, các bạn thấy cái góc nó rộng ra nhìn á, cái bầu trời đẹp các bạn. Ok, tại vì cái này nó đang nát căng luôn, cho nên là hả, khi mà gặp được cái hiệu ứng chạy vậy đã thì các bạn. Ok. Quay, có người kìa. Quay. Súng mình bị gì vậy? Ui, xém tí là fail rồi. Ok, đây bơm máu các bạn ơi, Quay nó chọi bơm mình kìa. Quay. Ui, chạy kịp. Wow. Suýt tí nữa là fail rồi. Ok, từ bơm máu vô. Quay, từ nha bạn ơi. Tôi mới vô và tôi chưa có kịp chuẩn bị cái gì đâu. Bạn đừng có chơi vậy. Chơi vậy là chơi không đẹp đâu nha. Rồi ok, thôi mình bỏ đi. Ok, mình đi chỗ khác đi các bạn ơi. Mình không có muốn ở đây bắn nhau đâu. Mình muốn cho các bạn coi thôi.
mình nói chung là mình bắn dở thì mình muốn cho các bạn coi. Ok, mình đổi cái súng này đi, mình cầm cái shotgun này bắn cho nó dữ, không bắn cho nó ngầu. Rồi ok, không biết lần đó đâu mất tiêu rồi nữa. Rồi ok, mình sẽ thử cái cây shotgun này coi. Khoan, mình đứng ở đây mình thử nó biết mình sao. Lên xe chạy thôi mấy đứa ơi, lên xe đó, let's go. Đó, bây giờ là mình có xe mình chạy thì các bạn có thể thấy được cái hiệu ứng. Khoan, chạy xe chạy lên đây cho chắc, chạy ngay trước mặt nó bắn cho. Ok, chạy xuống xe ơi. Trời ơi bạn ơi, tôi đang test xe, tôi đang test xe thôi, tôi có làm gì đâu, bạn căng dữ nha. Ok, từ từ, khoan từ từ, nó có đứng đằng sau không? Ui, hết máu rồi hả? Hết máu rồi bạn ơi. Ui, căng quá. Ê, từ từ nha. Từ từ, nó đang lăm le tới bạn ơi. Ok, tới đây là bể đầu, thấy chưa? Lăm le cái gì? Đã nói rồi, tôi tha cho tôi đi là bạn đâu có bị gì đâu. Không tha. Rồi ok, bây giờ woo, shotgun. Hiệu ứng thay đạn. Ui, khoan, có người trên kia. Chạy. Thấy chưa, có người mình phải chạy thôi. Tại vì mình bắn nhau có lại tụi nó đâu. Ngu gì đứng lại. Rồi ok, bây giờ á là chạy qua đây để mình vô nhà. Quay cái shotgun này, nó tá hai đạn ngầu cực kỳ luôn các bạn. Các bạn hãy nhìn hiệu ứng và các bạn hãy coi. Rất đẹp. Ok, sao ngồi trên xe vậy? Alright. Rồi. Ôi, khoan. Ở trên trời có gì kìa? Trên trời có cái hình gì kìa các bạn? Wow, trên trời có cái hình gì kìa? Oh my god, cái hình. Ôi. Cái hình nhìn nó sọc ghê bạn. Ok, nhưng mà hình như cái hình này, ui như à, hình như hình hacker hay sao bạn ơi. Ủa, đẹp ghê bạn. Wow, đẹp thiệt. Ui kìa, có cái hình gì nữa kìa. Ui, đẹp ghê các bạn ơi, đẹp ghê không? Ôi. Wow, đẹp quá. Ok, bây giờ hồi nãy mình thấy cái shotgun này nó có cái hiệu ứng thay đạn rất là ngầu. Rất là ngầu đúng không bạn? Rồi mình bắn thử coi thay đạn coi. Chút chút. À, coi như là xoay cái shotgun rồi ha, ngầu ha. Ok, từ có thằng kìa. Có thằng đang xuống. Có người đang xuống. Ok, nhảy ra. Uầy. Ok, sao vuốt không được? Vuốt lên. Ui, nửa cây máu của mình đây. Không ít đâu. Thằng này có máu không ta? Ui, có máu không bạn ơi? Có máu không? Đây, hay quá, nó có máu. Ok. Ui, thằng đó là người hay là máy vậy ta? Sao nó bắn ghê vậy? Chẳng lẽ nào qua cái phiên bản này hả? Mấy thằng boss đồ nó bắn hả? Gọi là ghê như người vậy đó. Dưới kia nó đang bắn nhau hay sao vậy ta? À, ở dưới đây hình như là có cái thính hàng gì nó bắn nhau, đúng rồi. Ok. Ok, khoan từ từ. Thấy thằng kia. À, đây. Vuốt lên đầu nó. Ok, không được rồi. Nó bị, nó biết mình đâu. Ok, cái súng này mình đứng xa mình khó vuốt quá ha. Mình cũng chả biết đứng xa vuốt như thế nào nữa. Ok, rồi thôi đứng đây nó đi. Mình đã chọc giận rồi là tổ kiến rồi. Thế nào nó cũng lên nó tìm mình, sẽ chạy qua bao khúc này. Đấy, chạy lên đây em ơi, anh sẽ đứng ở đây đợi em. Rồi, các bạn thấy cái hình đó trên bầu trời không? Hình đó khá là đẹp đấy. Ok, có một cái hiệu ứng khá là đẹp. Khá là hay. Ui, trời, nó còn sập nữa cơ. Y như cái tivi các bạn. Y như là đang một cái tivi đang chiếu ở trên trên trời mà cho các bạn xem gì đó. Ok, nhìn nó khá hiện đại ha. Rồi, ở đây có mìn nè. Ở đây có trái mìn đúng không? Mình sẽ đặt trái mìn ở đây. Rồi, chạy. Ok. Bây giờ mình mong là mình sẽ có đạn thôi chứ mình cũng chả mong có gì hết á. Rồi, oh, wow, cái chỗ này nó rộng cũng hay có mấy cái thanh niên lắm nè. Mấy thanh niên gọi là hả? Chơi dại á. Đứng ở đây bắn người lắm bạn ơi. Mình đứng ở đây đi. Đó, thì mình nói chung là mình bắn chủ yếu là cho vui thôi, chứ mình bắn thì thật sự khá là gà, không có hay đâu. Chủ yếu là mình muốn cho các bạn coi nè, hiệu ứng nó như thế nào. Cái thằng hồi nãy dưới đó nó không lên đây luôn hả ta? Chắc chắn nó phải lên. Kìa, nó lên kìa. Mình vừa nhắc luôn. Nó lên rồi kìa. Ok, nó xuống đây. Xuống xe bạn ơi, nó xuống chưa? Quay. À, đây. Xuống xe bạn ơi. Cây súng này. Các bạn thấy nó tự nhiên nó ngã ngửa luôn không? Nó ngã ngửa luôn nha các bạn. Nó tự nhiên ngã ngửa luôn. Là các bạn hiểu vậy nè. Là trên cái phiên bản cũ á, hình như là mình nhớ là khi mà các bạn bắn nó sẽ gọi là bật ngửa ra liền. Còn khi cái chỗ này á, cái phiên bản này á, thì các bạn bắn nó một cái khi mà nó chết rồi đúng không, là nó sẽ từ từ gục xuống. Đó, nhìn cái hiệu ứng khá là ngầu. Nếu mà các bạn muốn nhìn rõ hơn chắc là mình phải tèo đi các bạn nhìn nó mới rõ. Còn bốn đứa là tổng cộng là mình luôn á. Bốn đứa là mình phải đấu với ba đứa nữa, hoặc là tụi nó sẽ đấu với nhau, còn mình sẽ là cái người cuối cùng để vơ vét. Oh wow, ngồi ăn nấm hả? Không biết là cái phiên bản kia có không ta? Cái phiên bản mà ăn nấm á, không biết là cái phiên bản kia có không biết. Rồi ok, có nhiều cái mình cũng chả rõ đâu các bạn ơi. Đó, mình chỉ thấy những cái thay đổi như thế này thôi. Bầu trời thì mình cũng thấy nè, đó, nhìn nó cái bo ngoài nhìn nó cũng đẹp hơn, nét hơn, nói chung là nhìn nó nét hơn các bạn. Đơn giản vậy thôi. Rồi ok, bây giờ là cái trải nghiệm như theo mình á, là nếu mà mình chơi mình sẽ chơi cái phiên bản đồ họa cao như thế này. Tại vì đồ họa cao các bạn nhìn nó sẽ đã mắt hơn, các bạn bắn nó sẽ thích hơn.
Còn đồ họa thấp thì có nhiều khi các bạn nhìn nó hơi chán. Đó, chủ yếu là đồ họa thôi. Rồi ok, bây giờ là bò ơi, thính ở đây quá trời luôn các bạn. Cũng chả biết là có thanh niên nào ở đây không nữa. Bò đang vô. Rồi ok, núp, ở đây thính nhiều. Thính nhiều thì cũng cái nguy cơ mà. Ui trời ơi, thôi lên. Thính nhiều thì mấy thằng kia nó cũng có nguy cơ ở đây lắm. Thôi mình sẽ lên đây. Ok. Cái gì mà hả, có bơm ở đây nữa vậy trời. Vừa vô bo chưa làm được gì hết. Bơm máu cái, ơi khỏi hồi hai đạn cái. Rồi ok. Bây giờ là lấy máu nè, à lấy lưu đạn. Sao mình có trái bơm keo rồi ta. Tức thế nha. À, 4 đứa nữa đúng không? 3 đứa nữa chưa lộn. À đây. Núp nè. Trời ơi, cái gì vậy trời. Xuống. Nó rồi. Khoan từ. Nó chạy nhà hay sao ấy. Đây rồi. Nó đi rồi. Ok, trời ơi, bắn hụt nữa chứ. Wow, các bạn thấy cái hiệu ứng hai đạn đẹp không? Đó rồi, mình thích cái hiệu ứng này lắm. Mình thấy cái hiệu ứng này mình khoái liền. Ui. Trời ơi, bắn nè, shotgun nè. Hai đạn coi. À, coi hình như là có cây shotgun này được hay sao á. Mấy cái shotgun kia không được hay sao bạn ơi. Ok. Ủa mà sao tự nhiên hồi nãy nó lên đây chi ta? Hồi nãy cái chỗ dưới này là nó đụng phải cái kia, nó đụng phải bơm cho nên là nó không có dám chạy xuống, nó chạy ngược lại gặp mình. Ok, mình bắn không vô đầu nữa. Buồn thiệt chứ. Rồi ok, chạy nào. Còn có hai đứa à. Cũng cố gắng thôi bạn ơi. Khoan từ từ. Phải quan sát phía sau. Kẻo tụi nó đứng đằng sau. Đây. Đây rồi. Cái gì vậy? Headshot. Yeah. Ủa khoan còn đứa nữa. Trời ơi, tưởng xong rồi chứ. Ok, tưởng xong rồi. À nó đi loot đồ. Đây có bom keo bạn ơi, có bom keo rồi. Ngon. Còn đứa cuối cùng mà sao nó lâu nha. Theo mình nghĩ cái này có khi là boss luôn không chừng. Ui, xe trái kìa, xe. Oh my god. Cái xe đằng kia trái à. Ơi hình như sao có thể trái được. Ui, hình như là có đứa nào đó bắn bảy xe hay sao bạn. Why what? Sao mình không nghe tiếng vậy ta? Hình như bên kia. À, thấy bạn rồi. Mình đã thấy bạn rồi bạn ơi. Nó canh mình. Đây, nó kìa. Mình thấy bạn rồi bạn ơi. Ok, sau khi mà trải nghiệm xong gọi là hạ cái đồ họa rồi, bây giờ thì mình sẽ vào trong cái huấn luyện này. Để làm gì? Đó là để mình gọi là tập bắn lục bạc các bạn ơi. Mình bắn vuốt tâm. Nói chung là mình bắn khá là cùi. Ôi thanh niên này cùi vậy. Ôi trời lát cơ. Nó đang đứng tự nhiên nó quay lại sao. Ok bây giờ á là mình sẽ từ từ mình bắn cái súng này trước hay sao. Bây giờ mình mới để ý nè. Các bạn thấy cái viên đạn bắn ra không? Nó sẽ tách ra các bạn. Và khi các bạn thấy ôi bắn vô cái thùng nè. Trời ơi các bạn ơi, bắn vô cái thùng nó ra cái hiệu ứng đạn bay vô cái thùng luôn nè các bạn nhìn nè. Đó các bạn thấy không? Đẹp chưa. Rồi ok bây giờ á các bạn nhìn nè. Đây mình nhắm nè. Các bạn thấy viên đạn không? Viên đạn nó đã tách ra rồi chứ nó không còn dính sát lại nữa. Đó, các bạn thấy không? Đấy, ok thanh niên này bị gì vậy? Ok. Rồi ok bây giờ mình sẽ tập bắn lục bạc. Cái này là tập nha các bạn chứ không phải là mình biết bắn nha. Cái này là mình đang tập, mình học hỏi ở trên mạng người ta chỉ rồi bây giờ mình vô mình tập. Ok, cố lên nào. Mình sẽ phải làm được cái gì đó chứ. Ok. Trời ơi mấy anh bắn AK, sao em chơi lại? Ui. Mới vô nó bắn AK chú đó ai chơi lại. Trời, đứng im kìa. Cái này bắn sao ta? Ôi trời ơi. Công nhận khó thì các bạn ơi. Nó bắn cái súng lục này nó khó bắn hơn là cái cây súng gì nữa ta. Cái súng MP5 rồi mình hay bắn MP5 thì mình bắn vuốt rồi nó dễ. Cái này khó dữ trời. Này, muốn bắn không? Ok. Bắn thường nó cũng được nữa. Ôi được cái nè, hay quá. Anh đi đứng im đi. Đứng im để tôi bắn mấy ông ơi, đứng im để tôi tập. Hai đứa luôn. Trời ơi mấy ông ơi, cảm ơn mấy ông đã đứng im cho tôi bắn. Ôi ba đứa luôn. Trời ơi. Ôi come on. Thanh niên này, cái nữa. Trời ơi. Hên. Ok, thanh niên này bắn mấy cái nữa nó fail rồi. Đó, nãy mình bắn nó trước mấy viên rồi cho nên là mình biết là mình bắn mấy cái nữa nó fail rồi. Đây, từ từ nó trước mặt mình kìa. Ôi. Ôi trời ơi. Mình hiểu rồi. Mình hiểu làm sao bắn được rồi. Là sao này vậy nè. Ví dụ đi các bạn giữ. Mình biết cách rồi các bạn. Là mình sẽ giữ im. Kiểu như là mình sẽ khi mình bấm nút bắn á, mình sẽ giữ nó khoảng không phải mấy giây á, sau đó mình vuốt lên đúng không? Tại vì chứ cái này nó chỉ có một viên à, các bạn vuốt lên liền á thì viên đạn nó bay lên trời luôn chứ nó đâu bay vô người ta đâu. Rồi ok, mình hiểu rồi nhưng mà hiểu làm chuyện cứ làm khó lắm bạn. Đấy. Vô đầu ngay. Ôi thằng này chơi súng gì vậy? Súng gì vậy?
Ui, súng lửa hả? Ủa, có súng lửa luôn à? Mình không biết luôn các bạn. Mình mới biết được luôn á. Có súng lửa luôn à. Ồ, có súng lửa luôn các bạn. Rồi ok, cố gắng vuốt cái nào. Cố gắng vuốt cái, trời ơi, thanh niên yếu xìu rồi, khoan từ, nó cầm AK. Nó cầm AK các bạn ơi. Đó, mình phải làm vậy. Mình tồn tại chứ. Mình đang tập vuốt cái này thì làm ơn cho tôi vuốt cái đi mấy ông. Mấy ông cứ gặp tôi ông bắn quá sao tôi chơi. Ui, cảm ơn bạn đã đứng im. Khoan từ từ, có một đứa. Ui, từ từ, đứng sau lưng mình, từ từ, đổi súng. Đổi súng. Bên đây. Thấy chưa? Ai, trời ơi, đứng trước mặt mình luôn bạn. Chơi kỳ vậy. À, núp nè. Ui, nó ngồi. À, nó đứng rồi. Nó đứng rồi. Uầy, trời ơi, bắn vậy mà không chết luôn. Thôi bạn ơi, tôi chơi lột. Bắn nhường tí đi. À, thằng này nó muốn đấu súng với nhau à. Muốn đấu súng hả bạn? Đây. Ui, nó núp rồi. Muốn đấu súng, trời ơi. Nó còn miếng máu à, thấy chưa? Hồi nãy mà bắn được tí là được rồi. Cái thanh niên này, chơi núp không vậy trời? Chơi núp không vậy? Núp gì chán hết mồ, ra tao bắn luôn đi. Cho nó rồi. Wow. Bây giờ còn cái cách là hình như nhảy lên bắn đáp chân xuống, hình như vuốt cũng được đâu không các bạn. Mình thử coi. Ôi trời ơi, có được đâu. Cái này khó. Ok. Thanh niên này núp ở đâu mà được. Ở đây có một thanh niên này đứng nè. Đây nè, bây giờ mình sẽ bắn nha. Đó. Nó đứng im thì mình giải đúng không? Nó im thì mình giải bạn. Rồi ok. Nhưng mà đâu phải nào cũng đứng im vậy cho mình bắn đâu. Nó nhiều khi nó AFK vậy thôi chứ. Lát nó đứng nó bắn ghê lắm. Rồi ok, còn ai nữa không? Còn mà. Tụi này nó trốn đâu hết rồi. Quê, nó mới bắn nhau xong các bạn ơi. Quê nó rồi. Kìa. Mấy thằng đứng trên lầu mình ghét kìa các bạn. Đứng trên lầu mình không có nhắm được. Cái súng của mình súng lục mà. Ủa, nó đặt bom keo đây làm gì trời? Điên à. Nó điên à. Ui trời. Không vuốt được. Kỳ thế nha. Đây. Tôi đứng bên đây nè bạn. Ấy, đứng im thì dễ đó các bạn, nhưng mà chạy thì nó khó. Trời ơi, nó đặt bom keo chặn mình nhưng mà sao mà chặn được. Trời ơi, nãy giờ là mình cũng được mấy cái sọt rồi, không được nhiều. Đang tập mà, cố gắng thôi bạn ơi. Cố gắng thôi. Ui, bấm giữ xong rồi vuốt lên. Đây rồi. Bạn ơi, mấy bạn làm mình bực mình quá rồi đó. Mình đã không muốn gọi là hạ làm gì mấy bạn rồi. Mấy bạn chơi có toàn là cầm AK bắn mình không à. Chơi sao chơi. Cầm súng lục cái bắn đi bạn ơi. Súng lục đi bạn ơi. Cay quá. Rồi ok, lấy lại mấy cái đầu cho nó lấy cảm hứng chứ cái đã bạn ơi. Chứ bây giờ mà không hit shot được, nói chung là nó bị tuột cái phong độ các bạn. Hồi nãy mình bắn được mấy cái mà đúng không? Đó, như kiểu như vậy là đó. Kiểu như mà nó đứng vậy các bạn, dễ lắm, nhưng mà nó chạy thì khó hơn chứ. Rồi. Quay bạn ơi. Bạn ơi, từ từ bạn ơi. Để mình đứng mình bắn bạn cái. Cố gắng tập luyện. Biết là nó khó, nhưng mà phải cố. Rồi lúc đầu lên. Thay đạn nào. Lúc đầu lên. Nó không dám mà bạn ơi. Ui, nó kìa. Đây. Lú cái đầu bạn lên. Đây, lú lên nè. Chu lên. Ôi ôi trời. Chơi vậy sao chơi? Nó núp. Còn 5 đứa đúng không? Thực chắc là còn 4 đứa đấy. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ qua coi còn đứa nào nữa không. Rồi, đây rồi. Ok, đứng im kìa. Ấy. Thanh niên này luôn. Ui, nó nhảy không à? Này nó nhảy như khỉ đột á. Nó nhảy như khỉ vậy. Đó, thấy chưa? Nhảy làm gì? Nè. Ồ, thanh niên này. Thanh niên này. Ê. Ok, có thằng dậy lên rồi. Rồi ok, mình sẽ nhảy lên tụi nó luôn. Ui, ông tới. Trời, quên, cái chỗ này mới đúng. Đừng bắn tôi bạn ơi. Tôi với bạn không có quen biết nhau đâu. Các bạn thấy cái hướng không? Hiệu ứng té xỉu là y hệt luôn. Cái là kiểu như là nó nhìn nó như thiệt các bạn. Đây rồi. Ui, cơ hội của mình mà mình không nắm bắt được. À, rồi nói chung là hình như vắn gì bắn cũng dễ nè. Nhiều khi mình đang nhắm thằng này thằng kia nó bắn mình. Rồi ok, đây. Đây, trời. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cần nó néo mà được một cái là mình bắn không trúng liền. Tập nó khó nhưng mà nãy giờ mình cũng bắn được mấy cái rồi nha. AK đúng không? Bạn cầm AK đúng không bạn?
bạn cầm AK đúng không bạn? À, bạn cầm AK đúng không bạn? Trời ơi, mình cây bạn nãy giờ rồi. Nãy giờ bạn không có cho mình bắn tí nào hết á. Cái này. Trời ơi. Không trúng một cái luôn. Ok. Trời ơi, đặt bom. Rồi ok, bom keo đúng không? Phá bom keo nó chạy rồi đó. Nó chạy đó. À trời ơi, cái gì nó chưa chạy đúng hả? Này chơi kỳ, chơi núp kiểu đó. Núp kiểu đó ăn đạn đúng rồi. Ôi, trời ơi. Ủa nó cầm súng lửa kìa. À thằng này chơi súng lửa à. Coi người ta chỉ á, người ta chỉ mình là như vậy nè. Giữ im xong đó cho nó bắn nó vuốt lên. Đó khi mà các bạn thấy cái viên đạn của mình ở đâu có. Đó, tới nè, núp nè. Núp nè bạn ơi. Ngồi cũng trúng luôn các bạn ơi. Ui, thằng sau lưng. Đấy, 300 mấy. Cảm ơn bạn xem và đã theo đừng quên đây là cho mình một like và đăng ký một chia sẻ cùng với đã xem bên cáo bấm những cáo nếu các bạn là fan chính muốn hộ mình nha. Rồi thôi bây giờ mình đã bắn lục bạc thì bắn cũng tạm rồi. Cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa thì để sẽ bắn tốt hơn. Rồi và các bạn đã xem, hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye. Bye bye.